clip người đàn ông mua hoa hồng tặng vợ và phản ứng của người vợ khiến mọi người thích thú. Mới đây một clip ghi lại cảnh người đàn ông trung niên mua hoa tặng vợ trước sự chứng kiến của con gái. Người đàn ông cầm bó hoa hồng trên tay đi vào phòng để tặng vợ. Nhìn ông có vẻ lấm lem, chắc có lẽ vừa đi làm về nhưng khuôn mặt toát lên vẻ rạng rỡ. Thấy vợ bận tập thể dục trong buồng, người đàn ông đem hoa vào tận nơi, dù có chút ngại ngùng bẽn lẽn. Thấy chồng tặng hoa, người phụ nữ vui vẻ nhận lấy món quà và tự tin chụp hình cùng chồng. Cô con gái là người giúp bố mẹ ghi lại khoảnh khắc lãng mạn này. Tình yêu và hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế. Dù trẻ hay già, mỗi người đều muốn mang lại niềm vui và sự lãng mạn cho kính nước kia của mình. Ngay khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều bình luận khen ngợi sự đáng yêu của người đàn ông và có sự chuẩn bị của người con gái. Mình xem clip mà vui lây, tình yêu của bố mẹ không cầu kỳ như thanh niên, nhưng luôn làm cho những đứa con phải ghen tị. Đấy là những bình luận điển hình của cư dân mạng.